Điều gì xảy ra khi mà chúng ta ăn măng cụt hàng ngày? Cái điều đầu tiên nó là ngon. Đúng, hợp lý. Đấy là cái đầu tiên đã. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta sẽ có thêm một cái tác dụng mà liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Đó là cái tác dụng bác sĩ Ngọc muốn nói ở đây, đó là liên quan đến cái chống viêm. Đặc biệt là đối với những người mà chúng ta có tình trạng viêm, khớp hay là những cái tổn thương viêm ruột hay những cái viêm ở trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì trong cái có thành phần của cái quả măng cụt này ấy, nó có cái thành phần là anthocyanin và polyphenol. Đây là những thành phần mà chống oxy hóa và có khả năng là ức chế cái phản ứng viêm trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì thế mà nó sẽ là giảm cái tình trạng viêm đối với những người mà chúng ta có những bệnh lý về viêm. Người ta nghiên cứu thấy là trong cái quả măng cụt này nó có những cái thành phần mà ức chế cái sự nhân lên của cái vi khuẩn. Và đây chính là cái nguyên nhân mà gây viêm của chúng ta. Nên là những người mà chúng ta có tình trạng viêm thì chúng ta có thể sử dụng măng cụt, nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa của chúng ta là gì? Đó là nó sẽ có tác dụng đối với cái tim mạch của chúng ta. Thế thì một trong những cái thành phần mà khá là đầy đủ phổ biến ở trong cái quả măng cụt này chính là kali. Và chúng ta biết rồi đúng không nhỉ? Kali nó là một trong những cái thành phần mà chính giúp cho chúng ta kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta. Khi mà chúng ta tăng cái lượng kali hàng ngày và giảm cái natri đi thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái huyết áp. Ngoài ra nữa là cái hàm lượng cái chất xơ hòa tan ở trong cái quả măng cụt này ấy, nó sẽ giúp cho hòa tan cái cholesterol và nó sẽ đào thải ra bên ngoài, ức chế cái quá trình hấp thụ cái cholesterol vào trong máu của chúng ta. Và từ đấy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái mỡ máu. Song song với vấn đề đấy thì trong cái quả măng cụt này nó sẽ chứa một cái chất béo, nó gọi là chất béo chưa bão hòa. Bình thường thì cái hàm lượng chất béo trong quả măng cụt nó không nhiều, nhưng lại chất béo chưa bão hòa nó lại là nhiều. Chất béo chưa bão hòa đây chính là gì ạ? Chính là cái omega 3 của chúng ta đấy. Và đấy chính là một trong những cái thành phần mà chúng ta đã nói rất là nhiều trước đây về cái omega 3 đúng không nhỉ? Thì trong cái quả măng cụt nó cũng chứa nhiều cái omega 3. Và cái omega 3 nó là một trong những thành phần mà giúp cho chúng ta kiểm soát được cái mỡ máu đúng không nhỉ? Chúng ta có thể là bổ sung omega 3 hoặc là chúng ta có thể là ăn cái quả măng cụt như thế này. Cái tác dụng thứ ba nữa là gì? Đó là nó sẽ cung cấp cái chất xơ. Lúc nãy bác sĩ Ngọc có nói về cái chất xơ trong cái việc mà kiểm soát mỡ máu đúng không nhỉ? Thì khi mà nó cung cấp cái chất xơ ở trong cái quả măng cụt này, nó có cả chất xơ chưa hòa tan và chất xơ hòa tan. Và với những cái hàm lượng chất xơ như thế ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà cái đường tiêu hóa chúng ta nó sẽ hoạt động một cách là tốt hơn. Thực ra không chỉ mỗi măng cụt đâu mà gần như các loại hoa quả ấy, nó đều cung cấp cho chúng ta cái hàm lượng chất xơ nó rất là tốt. Và bởi vì cái việc mà cái chất xơ đấy nên là cái việc mà chúng ta cái đường tiêu hóa chúng ta nó hoạt động một cách tốt hơn, chúng ta đi vệ sinh nó cũng sẽ dễ dàng hơn, tránh cái vấn đề liên quan đến táo bón hay là tiêu chảy của chúng ta. Ngoài ra nữa là gì? Đó là cái trong cái quả măng cụt này nó có một cái tác dụng nữa là nó sẽ ức chế cái cảm giác thèm ăn của chúng ta. Nên là khi mà chúng ta thường chúng ta ăn cái quả măng cụt này ấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cảm giác no. Và bởi vì thế mà cái việc mà chúng ta nạp cái năng lượng bằng những cái bữa ăn phía sau đấy ấy, thì nó sẽ là ít hơn cho chúng ta. Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta sẽ kiểm soát cái cân nặng của mình. Thì đấy là một số những cái tác dụng của quả măng cụt. Và nhắc lại một cái lần nữa, đây là mọi người phải nhớ cái tác dụng này là cái tác dụng quan trọng nhất này của quả măng cụt này, đó là ngon. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.